Sáng sớm ngày 1 tháng 5, nữ diễn viên Hồng Hân thông báo trên Weibo: "Tôi và Trần Lan Phong không còn là quan hệ vợ chồng." Điều đáng nói, chia sẻ này liên tục bị xóa rồi đăng lại đến 3 lần, khiến cư dân mạng hoang mang. Sau đó, nữ diễn viên giải thích: "Có một số người cứ muốn xóa Weibo của tôi, khiến nhiều người nghi ngờ là Trương Đan Phong và Tất Oánh." Đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Trương Đan Phong cũng lên tiếng: "Đúng, không sống nữa", kèm biểu tượng mặt khóc. Không ít cư dân mạng để lại bình luận trên bài viết của Trương Đan Phong: "Có phải anh sẽ sống cùng Tất Oánh không?" Trương Đan Phong tỏ rõ thái độ tức giận và tuyên bố sẽ kiện chủ tài khoản kia, đồng thời xóa phần bình luận của người này. Đến 6 giờ 12 phút, Tất Oánh cũng lên tiếng: "Hai vị cãi nhau thì cứ cãi nhau, đừng đem chuyện ly hôn ra đùa nữa. Tiến triển đến mức này tôi thực sự không nói rõ nổi." Đến nay, chủ đề Hồng Hân và Trương Đan Phong ly hôn vẫn nằm trong hot search trên Weibo. Phản ứng của cả ba nhân vật chính trong câu chuyện trên khiến khán giả hoang mang, không biết thực hư thế nào. Một số khán giả cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy thông báo ly hôn mà có đủ cả ba đương sự. Tuy nhiên, đông đảo khán giả ủng hộ quyết định ly hôn của Hồng Hân, thậm chí cho rằng nữ diễn viên nên sớm dứt khoát với người chồng phụ bạc. Số khác lại động viên cô sớm phấn chấn tinh thần. Tháng 4 năm 2019, Trương Đan Phong bị phanh phui bê bối ngoại tình với người quản lý Tất Oánh. Hình ảnh nữ trợ lý nửa đêm ra vào phòng nam diễn viên bị tung ra. Trương Đan Phong còn được tiết lộ bắt tay cùng nhân tình chiếm đoạt tài sản của vợ. Sau bê bối trên, Tất Oánh nộp đơn xin từ chức, nhưng hiện tại cô vẫn đồng hành với anh. Trong khi Trương Đan Phong liên tục phủ nhận việc phản bội Hồng Ân và khẳng định Tất Oánh chỉ đang làm nhiệm vụ của người trợ lý. Dù vậy, dư luận vẫn tẩy chay nam diễn viên. Trước vụ việc, Trương Đan Phong gây dựng thành công hình ảnh người chồng yêu vợ, hết lòng với con riêng của bà xã. Trong mọi bài phỏng vấn, anh đều ca ngợi và dành những lời ngọt ngào cho Hồng Hân. Cặp đôi đã có một cô con gái chung và thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Scandal ngoại tình khiến những khán giả yêu mến và ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của Trương Đan Phong và Hồng Hân thất vọng. Sau scandal chồng ngoại tình, Hồng Hân chọn cách im lặng và tha thứ cho Trương Đan Phong để giữ gìn tổ ấm. Do chồng không có việc làm trong showbiz, nữ diễn viên Hồng Kông trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Cô chạy show liên tục, thậm chí nhận sự kiện bình dân để đảm bảo chi phí sinh hoạt trong 4 năm qua. Trương Đan Phong sinh năm 1981, là nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, từng tham gia các phim ăn khách như Hoa Thiên Cốt, Nam Thần Của Tôi, Thần Điêu Đại Hiệp. Hồng Hân sinh năm 1971 tại Hồng Kông. Cô từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng thập niên 1990, bạn thân của Thái Thiếu Phân, Trầm Pháp Dung và Chu Ân. Những bộ phim kinh điển của cô gồm Nguyên Trấn Hiệp, Như Lai Thần Trưởng, Đại Tam Nguyên, Công Phu Túc Cầu.